អញ្ញាតគឺប្រសួរប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រូខេអេចអភិសាញយុទ្ធិតហើយបាទសំឡេងនៅអត្តបទដកស្រង់ខ្លីមួយមានចំណងជើងថាបាទផ្ទាំងថ្មភ្នំប្រេះធ្លាក់សង្កត់ភ្នៀវទេសចរចំនួន 7 អ្នកបាត់ខ្លួនបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតទៅនឹងករណីដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលករណីភ្ញាក់ទេសចរបាទជិះទូកដើរលេងលំហែកាយទៅតាមមាត់ជ្រោះបាទមានទឹកហូរទឹកធ្លាក់អីចឹងទៅបាទស្រាប់តែមានហេតុការណ៍បាក់ថ្មអាចរាំងថ្មហ្នឹងរលំមកលើកណោតឬក៏ទូកទេសចរបាទបណ្ដាលឲ្យភ្ញាក់ទេសចរហ្នឹងបាត់បង់ជីវិតបាទចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានមើលថាតើរឿងរ៉ាវនេះវាកើតឡើងនៅណាដែរអញ្ញាធិបតេយ្យបាននិយាយការពីថ
ដែលបានបញ្ញាប់បញ្ញាទៅកាន់បឹងហ្វូណាសនៅក្នុងរដ្ឋមីណាសជារ៉ាស់ដែលជាកន្លែងនៃការបាក់ផ្ទាំងថ្មភ្នំនោះដោយច្រាំងថ្មភ្នំទាំងអស់នោះបានធ្លាក់ពីលើទូកទេសចរចំនួន3អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាអគ្គិភ័យមេណាស់ជារ៉ាស់លោកផេតរ៉ូអាហារ៉ាបាននិយាយការពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ថាចំនួនអ្នកស្លាប់ជាផ្លូវការចុងក្រោយគឺមាន មានការរងរបួសក្នុងនោះមានប្រពន្ធអ្នកត្រូវសម្រាប់ជាបានដែលបន្តពេទ្យលោកអៃហារ៉ាបាននិយាយនៅក្នុងសារសម្លេងផ្ញើទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានថាក្រុមអ្នកបណ្ឌិតអគ្គិភ័យបានរាយការណ៍ដំបូងថាអ្នកបាត់ខ្លួនចំនួន20នាក់តែប៉ុណ្ណោះវីដេអូដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងគួរឲ្យរន្ធត់ត្រូវបានគេចែកចាយពេញបណ្ដាញសង្គមដោយបានថតនៅសកម្មភាពនៅពេលដែលច្រាំងថ្មធ្លាក់បាក់លើទូកទាំង3ខណៈដែលអ្នកទេសចរនាំគ្នាសម
nơi bang Furnas chia còn lại bằng cát láng đào đầm bắn người Kisni nơi khnông Prate Brazil bà Premet này kỳ tệ tờ nâng cả rần này đó cô ao Anet Aso nâng cô ao rừng thuật chế khăn mình đồ đào tờ Prampi nẹ bàn slap bạch bằng chữ vật bà nơi khnông hạt ca bạc cha răng bà nơi khnông bằng ngũi bà lại anh cầm san dùng mơ tức lại nâng cô ao chọn tờ lê mang bàn tay cầu mình cơ thật nạ đài bàn chân bàn thà sẽ bài khá chết tốt á ná ác con bài mật xung đạp cả tạm đàn thủ sản nơi át vật khai mùi nì đáp chết tì mệt trái xông xoá cùng bộ cản cho nó bảo khẻ ếch áp vi xa nhu tật hãy bà xung lực nơi át vật đỏ sẵn bà khai khai chung đơn bí một chung đẹp chôn đỏ bài mật nạ sạp đà át vật tì mũi hát ấy có lươn mà lê tựp tài khơi điệp ca bà màn phóng sắp tài nạ niên lợp bì gia bảo ca hà lãnh xoá mấy cài mà nạ tiệt bạc tử hai đất xa tài riêng ni anh mày có lươn mà lê hát ấy ban chìa lợp bì gia bà chì sẽ lành cái này là ơn bà phải em là hai em bằng họ từ vinh từ mốc bà chì phải cả lành bạn này từ vinh bạn thì tiết dương mà tạm đàn lập bật bản thái ạ bà tì bí đặc đặc dùng đặc để cho hồn sai bàn thả lành tha rốt khơi mê rốt bòm lại luôn thơ mây ôm mì krong các nông giả hạ cùng Campuchia chùm luôn bày nẹ bản thái em thiệt hay bà phải mất này cứ tệ tàu nâng đầm nâng đó cô ơi bởi bà rộm phóng đá để cho bàn phải cả thả rốt khơi nẹ cho lòng COVID-19 bầm lại thamay ôm bị krong nơi khăn ông xã cúng đó từ 7 nẹ bằng thaym tiết và 3 xã rốc cứ 4 nẹ tới 2 và chẳng phải mất dân mà tam đàn lùm ất nơi ăn tập bật thằng pin này đổi tờ tới hết ấy có lươn mà lê khơi nhờ điệp cá mình bàn bà màn phóng sắp tay nẹ niên lợp đi giá bảo cả là anh xóa mấy cái mà nẹ tiết bật tới 2 nẹ niên lợp đi giá cứ chỉ nẹ lụa online đó là 7 chung mà nẹ đài mà hà chôn chỉ trả ơn tục ca chạp ở rộng chẳng khăn chìa bì xe nút cứ rương xe này hạ ở bọn niên tại mặt đông. Các bế bạc bạc chì mùi nâng lục độc đàn xuân ní mà bàn bà màn khai phóng trong các lợp đi giá rục nẹ xong bẻ đốn bàn giang lươn hai trai bàn kì xoá thật chế bồ lì thaym tiệt phóng nô. Giang nà mênh bàn tọp bì bàn mơ chật khní tầm một dạp bê mùi khái giáp tay nẹ niên lợp đi giá chì mùi nâng cú xe này các có bàn cạnh đầy khí nìa cho rộng cá dàng lươn đại thuê ở phần phần chữ trác miễn cạp chạp áo nâng rụng hợp chất chùm nua. Lớp bây giá đại từ tù bàn nơi xa mây đại lọ phong đại nô. Khi mùi khí nô đáy bàn tòa bì nẹ tầng bì bàn điệp bán mùi rì dạ mốc hơn thà xa này. Rập bọc nẹ tầng bì bê khá phá em là hai em bê khá có là viên chú chót. Hãy đô chiên nơi ca vì bê thamay thamay nì anh chân. Cái bàn khơi nẹ niên lớp bây giá bàn thuê ca lại video nơi lớp bàn đàn chân cúng
rút nịt dây bẹt sầm đầy bẹp nịt bình bình mọt tha bước rót ngay nịt pha mây rót bọt nịt điên cào nịt cứ chìm mình đục rầm cào khơi lượn đi ra khăng khăng đọt nạt nịt pha mây rót bọt nịt điên cọc bán trôn một thợ can luồn lôm hai son nhà thá chấp bị bê nịt từ cứ chụp phật thiệt hay bà bình bẹt nịt cứ đặt tờ nương rừng ra sài ha nịt điên lượn đi ra nương cú sài khánh tha từ tài điệp ca nô tế ba chì bà miên rừng ra mà chọn lành lạc này bạp này tư vinh. Ở côn bệnh mật xâm rạp cả tạm đàn để ạ tập bọc lấy mùi ní hay dường mà tạm đàn để ạ tập bọc mùi tiết. Đại đáy xâm đạch để châu hôn sáng bàn thật lại anh thá ở rộng khơi bê rốt bầm lành thamay ô mịt krong cạt krong xã công Campuchia chùm nguồn bệnh nạ bằng thảm tiết. Khách bạch đồng bông xâm đạch để châu hôn sáng như rõ mệnh trầy này Campuchia bàn thật lại cả bì bật cả bì thang ngay tì bòm bùn khai mạc cả ra trang bì bòn phí phí. Các lòng tay mà sao mình này, có xuống sọc khá phí ba này bà rì chân hạ Campuchia. Bạn rốt khơi mê rốt bầm lành thầm mây ô mì krong cắt khăn ông xã hạ cung Campuchia trong nguồn bầy nẹ bằng thảm tiết. Bà chạp phong đại thá, xâm đạch để châu hôn sáng bàn thả lại nịp khăn ông bị thị bạc xâm phốt. Công nạt phá lưu chết lịch bàm, bảo vệ anh chất 80 km. Khai bạch đồng bóng, đừng khai bệnh tiên mình chết nếp rực thằng ngày thị đọc khai mạc ra trên năm bị bọn phí phí. Hãy đối chân này hãy xong bóng phá ô bị chế bỏ rõ tiếng ọt cho ruộng bằng càng ca bóng phá giác ở bàn khu. Bố ấy bên này về rút bóng lành thầm mấy ô mì krong. Công phong tài chá lòng nơi khăn ông giả cung Campuchia rồi bỏ dừng. Xong bóng phá ôn cho ruộng ạ nụ vật với thiên là ca bày công bày ca phía tiếng ọt ní ở bàn khu chọc chuột. Bà bà mất này cứ trẻ tờn nâng xâm đạch để châu hôn sáng bàn thay thà miền Campuchia đã bỏ dỡn bản đồ khơi nhạc long covid đập rầm buôn omicron trong luôn bày nhạc bản thảm tiệt bản sẽ rộng lang buôn nhạc thứ hai đối với hai sau bọc cao ca trong project ở bản khu nơi trong người mới này akun bày mật tầm rạp ca bắt và cũng một căn channel pro kx official nhiều thiệt hay và xuống lấy nơi ắt tập bọt độ sầm và clay clay trong luôn pí một trong đẹp chôn đó bày mật nhạc snap đã ắt tập bọt tìm mũi chi vật mình đâu mình tiền mai neri đó sờ sát mình nè bàn từ tu mờ nạ phết đang vây khmer đời xa tại chồng ngư ca sa hai mùi nê bà ta chồng ngư vây tới bà phải bắt bàn tu sơn nạc nâu được thoát thấy khinh tham bên bà ôn sầy đó sờ sát mình nè bàn từ tu là nịch cam đang vây khmer bà nê bà thời tiết như ngoài tạm đàn lùm ắt bàn thám ắt bọt tì pí một mờ tình ở phết giang bà em là hai em khnông thằng ngày cho bịa lục chén riêng chom lang kiện lẽ cả nạ cửa xa vào bà bày mật bàn tu sơn nạc nông được thoát thấy khinh tha đã ra chung riêng với mình bà bàn đã phải cho biết chim bùi nâng bà nê rì đọc rõ sát bật chìa xóm xuân nâng khí nà bà chung bày mật dương mà tam đàn lùm ất nơi ạ tập bọt tàng pin đi đột nó tới chi vật mình nụ mình tiền mên nê rì đọc rõ sát mà nè bàn thật tùm bà rõ nạ phép tàng với mình đã xa tay chung ngư cài xa hai mùi nì chi vật ở bà mình nụ mình nè bật chìa mình ách mà khởi tê bố ca sát cứ mình ai ham khót nơi sạch đầy sạp bà nội tế bà mà đùm mà nè các mốc tài tài miền chồng ngữ mình thả thân ngôn rư xa tích rư chả ơn mình nôn nà mà nè chóng các mốc rù nữ nông lộc dân ni miền chồng ngữ nội tế cứ chóng rù nữ lờ lộc ni chóng rù nữ ở bàn dù rù nữ chìm bùi cửu xa nâng sạch nhiệt bóng phá ôn thằng ọc ni đại lạc mình dụ vật tay đồ sở sát bởi nè bạn thật tuôn bỏ rõ nạ phiếp chạy chào sạch nhiệt đang ở lọ ở lấy đối xa ta niếng nơi khu mình nè ở dụ tập tại đọc rồi mùi chân nam tại phần nô các khliết chạy cho ngày mùi nít bạn thuở ở cổng cổ sáng nâng sạch nhiệt bất chí miên ả rõm rồn thuật chất nâng sọc sạch đại trực lăng biết đại bạn lưu đầm nâng nít hai cổ miên bóng phá ôn chí chả án bạn cho ruộng sọc sạch đại nâng cho ruộng đồng lệ tốt trong phút trong cửa xa phòng đài tình tâm này đã mà chạc cái này Facebook cho một tháng nếng sọc ná đại trời chi bóng xây nề rì rộng cửa bà này đăng tháp ổn xây bứ khăn ông cửa xa xâm nọp chạch bóng ổn tự chạp bóng hai ổn bật chì lượn ná bóng bơ mình toàn ọt tê nếng chàn thi xông chịt cái rối dẫn thơ chi bóng ổn nâng khí tiết cô bà chạp phòng đài tháp gót bàn sạp đau xa tay chồng ngược bẻ đồn bà bởi mật này kể tệ tờ nâng phá ôn sầy chán thi ở dụ tựp tại bà hai đập vào mùi chân nam tại bà nọ được khả mấy nà bà miên chồng ngư bẻ đồn bà anh tự tù mọt nạ phiếp tăng vầy khả mến bà bật chìa thơ vơ ai cọng cửa xa miên kà sọc sạch đài chìa bồn bếc hạ khiêm bát có xôm châu ruộng rùm lệch tốc đó cọng cửa xa sắp xôm vật nhiên là khăn phá ôn sầy tự cắn sau có tệ phúc công bây khuyên khỉa lời ở côn bởi mật xôm bật chọp nơi ạ tập bọt này hay dường mà tạm đàn nơi ạ tập bọt mới tiết
Mưa tân đập hiếp giang phá em là hêm khi nông thằng ngày cho bia chén. Riếp chom là ông chỉ lạc nạ cửu xa. Bật nạ đà ra chùm riêng bỏ rụt sông há lục chén. Bàn đặc đầy cụ xin này rụt rõ. Chốt khi nông bị thịp cho bia cả. Các bị bật thằng ngày tì phạm phí khai mạc ra cho nàm bị bọn phí phí. Khi nông lúc kê khơi miên cam vị thịp cho bia rụt bỏ đà ra chùm riêng bỏ rụt ní. Nâng cụ xin này bàn riếp chom là ông chỉ lạc nạ cửu xa. Giang là ô bản nất nơi khi nông bà ta bị làm mùi còn lãnh. Đã kê khơi mên vọt tầm miên cho ruộm bị bóng phá ôn mật phẹt. Nẹ xa lập bạc chế chá rán, kròm tần đập hiếp giang rịch rí. Bộ bênh tật đào xa nam nhuận nhâm, chế ca xa tô đọt thằng ngày giờ đầy xuất đấy. Rục bọt lục chén nâng à nạ cột phẹt rời dê, rục bọt lục. Chỉ vì xác cư rục phiếp chế chá rán dần lắc bàn bằng hót nền lực. Đã lưu bàn đàn chân cung, đã chỉ rục phiếp chế cú rục bọt lục chém. Nâng cụ đỉnh đăng xâm nọp chất, bộ bình tại đào phía bà em là hai em khi nông thằng ngày bà bia. Mới tới bắt chia sở sát nâng xa xóm nâng khi nha khẳng nạ. Rút hiếp nơi tên đập hiếp nơi khi nông bị thịp bà bia. Rút bỏ đá ra trong riêng bà sông hà ni, công phong tại phía tốt ca chạp ở rộm. Chạy rùm lệch bệnh bình bản đàn chân cúng, đào xâm đai nơi cái đầy rùm phớp chùm nu. Nâng từ tôi dọc bộ chây bì, nâng từ tôi bịa chùn bố bì mà hạ chùn chế tràn. Mà giang tiết rút hiếp đằng ni. Có công phong tại vì tùm lúc bài đốt nạ công trô nà rì rì. Mình tịch nụ tê. Bố miên rì chế chá rán miên chất lùa chá rôn náy nâng cụ đánh đấng ở rộp bọt lộp hồng đài. Wow, bà bình mật này cứ tạ tương nâng lộp chèn. Cái score tha đã ra chùm riêng mà nạ hồng đài. Anh ấy khơi tha công phong tại cho bịa chùm môi nâng nà rì đọc xa át. Khơi miên đã ra chế chá rán bà cho ruộm ọp ọ xa tơ. អរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្តបទបាទខ្លីៗទាំងពីរនេះទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចអវិសញ្ញោទិតហើយបាទសូមលើកនៅអត្តបទដកស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់តែអត្តបទទី1អ្នកឆ្លាតនឹងពូកែណាស់ប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតយើងនឹងចូលរៀនហើយហេតុអី អ្នកត្រូវមកជួបរឿងបែបនេះទៅវិញបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយគឺមានថាយុវតីវ័យក្មេងដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់បាទឆ្លាតពូកែបាទជាជួបរឿងអកុសលបាទបាត់បង់ជីវិតបែបនេះទៅវិញបាទទីធៀបយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី2ខ្លោចចិត្តណាស់ធ្លាប់តែមានវត្តមានបងប្រុសនៅក្បែរមុខដល់ភ្នំពេញធ្វើការផ្លេត នាងកុនធាបានទម្លាយអារម្មណ៍ចំពោះបងប្រុសយ៉ាងដូចនេះថាបាទដោយដែរប្រិមិត្តបានដឹងហើយបងប្រុសរបស់នាងកុនធាបានទទួលមរណភាពទៅហើយដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះឥឡូវនេះក្រោយពីអត់មានវត្តមានបងប្រុសមកធ្វើការជាមួយគ្នានាងកុនធាបានពោពាក្យយ៉ាងកំសត់បាទទីទៀតយើងមកតាមដានមើលថាពោពាក្យបែបណាអត្តបទទី3អាយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់អ្នកនាងដេតម៉ាលីណា ติ้งแต่ทำไมมวยเจ็ดบาดแต่หายมวยสะอาดแต่พเนจรคือตกสำราบไฟเต๋อบาดเคยทาเนี่ยเลี้ยงเด็ดมาลีนากลายปีจบประจุเพลียงมอกอันนี้เคยทาเมียนกาสระสายหลังเวงบาดจังไปหมดยืนมาตามดานลมอัดในอัตบัดตั้งไปนี้โดยต่อเต๋อเนี่ยฉลาดปุกายนาประมาณทั้งไงเตี้ยยืนหนึ่งโจเรียนหายเหตุเอาไว้เนี่ยเต๋อหมกจบเรื่องแบบนี้ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានឆក់ជោគអាយុជីវិតនារីម្នាក់ឲ្យបាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ2022ដោយបន្សល់ទុកនៅក្តីសោកសង្រេចិត្តបំផុតចំពោះមិត្តភក្តិសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារជាពិសេសឪពុកម្តាយពិបាកទទួលយកខ្លាំងណាស់ដែលត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់ទាំងវ័យក្មេងបែបនេះនៅក្នុងនោះដែរគណនី Facebook ឈ្មោះថាជេលស៊ីជេលស៊ីបានតែសេចក្តីរៀបរាប់ទាំងក្តីក្រៀមក្រំបំផុតថាមិនប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតយើងនឹងចូលរៀនហើយស្នាមញញឹមហេតុអ្វីត្រូវមកជួបរឿងបែបនេះទៅវិញអ្នកពូកែអ្នកឆ្លាតមួយឆ្នាំទៀតអ្នកអាចផ្ដល់ក្តីស្រមៃអ្នកមួយហើយមនុស្សល្អខ្ញុំអើយអ្នកទៅដោយមិនបានលាខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេរំជួលចិត្តណាសូមឯងទៅបានសុខណាមានចិត្តក្រៅពិតសូមឲ្យកើតមកជាមិត្តភក្តិ ជាបងប្អូននឹងគ្នាទៀតផ្សំជួបគ្រប់ជាតិក្តីស្រមៃរបស់នាងត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមថ្ងៃនេះអ្នកបើកបោះហេតុអ្វីមិនចេះព្រួយបារម្ភពីជីវិតអ្នកដទៃនាងធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាខ្លាចជួបរឿងបែបនេះហេតុអីពេលនេះបាក់ឌុបដល់ពីឆ្នាំនេះ7មករាពីព័ន្ធមកពីបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងយុវតីវ័យក្មេងដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់បាទ
và long chọc đập pi tới hai mình cua na bạch bằng chỉ vật đời xa tại cột nạ chả thả cho mà bật chia châu rùm sau sự đại na mình đăng thà ở bộc mặt đai bà cồng thu xa làm bạ chật và bật nà nữ tê bà côn xây đời xa xa án hồi riêng chả lạt bù cài tiết tình châm bọc đầm đò không bày bạch thả rẻ xa trên châm bọc đò bề nê hai chim bát mình tại châu rùm rùm lệch tốc đọc cồng thu xa sắp xông ảo dân khăn bọn xây tất cản sau có thể phục công bày khuyên khuyên lời con bày mật sau và chọp nơi ạ tập bạc này hay dường mà tạm đàn nơi ạ tập bạc một tiết khá chật ná thọp tài miên vật tài miên bóng bọc nơi cơ bài mực đọp nông bình thuốc ca plết căn nhà con thiê bàn tùm liê ả rõm trong bố bóng bọc giang đồ chân này tha đức đại bày mật chế cho ra nơi dùng tạm đàn bò rõ miên xoan tiểu sọc xong cung bà gọt chế bàn đăng hai ông bì ca slap rõ bọc đà ra chùm riêng niên bà sở côn bàn chủ cụ nạ chả ra cho bạch bóng chí vật ca vì mong bày tiệp lứ trên châu tháng ngày sau tìm mà phì bàm khai thân nụ cho nằm bì bòn mà phì muối đại miên tì tăng nơi tạm bật đào phê lệnh sren xong cách trong trang tìm bí khăn bồ sàn chê rì nơi phùng bính đại rương ní thuở ai mà hạ chôn chìa chả ra miên ca ảnh hệt ả sâu chìa khlang nà mênh cao bê bòng bà hò bàn thật tùm bà rà nạ phíp ôn sri sọp cả nhà nên cùng thi bàn dục sọp bòng bà rò bọc luôn tức thuở bòn nơi tạm bà bình này nơi ai sọc cầm nát đại miên tì tăng thật nơi phùng bà rùm chết không ta sánh sọc xâm lốt khát bạch đầm bong hai con mê nạ chật kháng phùng phong rượu bong chìa mùi khní bàn chùi cực cực khní đào xa tài ca ảnh hệt ả sâu trong phục cọng cổ xa này sắp chìa phân bê cơ hẹt ca đọa ạc rõ nít bàn cạt lãng với ai nên con thiê để dùng sọc xa chìa khlắng thlop tài chìa bong pro nơi cơ bài cực bê ai bì nê lãnh bàn nơi cơ bái tài nà mộc ná có khuyên vật thầm miên bóng đài chỉ cả riêng rộp rộp bọc ổn cháy rộp bọc niêng trọt lọc một lực ní tụ bây mà nè ánh thầm miên bóng tại các nhóm kịch thá bóng nơi tại các bài nơi bị cao các nhóm chính nít ai mì xíu xô mát đi bà đơ bà bà mệt nì kì tệ tương nâng các nhà con thịa bàn bằng hóa xá bàn đặc sở nọ mà bóng bà rộp bọc luôn đã thầm lọc tại anh ta nơi bị cao lực thực chất ai lời ní khơi anh ta bắt bằng bóng bảo chí tí sở lãnh tới hai. À con bây mật xôn bị chọp này ạ tập bọt này hay dường mà tạm đàn để ạ tập bọt một ai giá sẵn sẵn nạn điên đệt mà lì ná tình bật đẹp thấm mấy mùi tiết bạch tới hai mốt xa ạ tập này lặng nà. Xôn bật chạy lăng vinh bằng tịch phải tha phong đại thá ca bì bê thầm mấy mấy nếp bọc mai bóng bóng có đồ chi nè bảo bảo bằng đàn dừng cùng Facebook chỉ cho rán. Tốt ca chạp ở rõm nâng phụ nhạp ai dàng khlang sư tư tài mình chư nâng nực xe màn bình đó. Cảm ơn đồng thà lục đồng chai nâng nạn niêng đệt mà lì nà bàn xâm rạch chất. Lãnh lạc nế chìa phá lời ca, bố tài ca rụt nữ mình cho xâm rong nâng nế. Lục đồng chai nâng nạn niêng đệt mà lì nà mên con thằng ốc sở rộp đó tới bầy nẹ ai nâu. Cứ con bọc bì nẹ nâng con xây mà nẹ. Đói con bọc chú bóng mên chú mô thà đúng cầm vị xa hạc đúc. Con bọc còn đa mên chú mô thà đuông mà nà vít hạc đục bí. Nâng con trái bơ chmô thạc đuông rịch nế cốch hai ổn phíl. Trong nay ai nằm bọn định bản tích nơi thằng ngày tì bỏng bấy khai mạc ra cho nam bì bòn và phì phì ní. Nạn niêng đệt mà lì nà bàn bằng hai anh bà đẹp thầm mây mũi đã khuôn tươi tại bàn tình. Rồi bàn bình chạy bạc mì thà tình bà đẹp thầm mây tớp mộc dục sao tục thớt đôi bà đẹp chồng ca tục bục lến bụng mình sơ chô chất chì tờ nà chẳng ái chẳng tình bà đẹp tục mộc lên ăn sạch ngày sau ở tết. Chỉ mùi cồn cồn, nơi xóa thuê chùm nọt lan nâng rộp bóng phụ tế hạ bật chất nâng để có tràn tiên. Khởi nhu lúc hiệp ni phlếm cực khní bàn cho comment tha, congratulation. Bị bê ni tỏ tới xông chốt chí khăn ông chỉ vất chìa riêng rồi hột nà, cú ao choang ruột nở nà bóng ơi. Sát nà chai, một phụ tế sát nà bóng, nơi mặt đồng nà, lồi nà bóng. Bóng tiên miên biệt bích tờ xa comment nâng lực thực chất, chôn bô đò nà niên đệt mà lì ná. Ở chuộc tài sạch đầy sốc nâng sạch đầy chùm ra ơn. Bà bây mất này cứ tẹt tồn nâng nạn niêng đệt mà lì nà. Bà sẵn ngắt sạp tài tình tè mũi. Bà mơ tới đồ chìa tầm non rùa nâng màn tên. Ở con bây mất xùm rạp ca tạm đán tù xuân nà nơi ăn tập bật bằng khlây khlây chẳng bày nì.
ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចអាហ្វីសាល់យុទ្ធិតហើយបាទសូមលើកនៅអត្តបទដកស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន 2 Bạn từ tù là anh chạy cầm đang bay khám bệnh bạp này. Bạn từ tiết dư mà tạm đàn lùm ách bằng thám. Anh bắt tí phí một mơ tình ập hiếp giang và em là hàm khi nông thằng ngày phá cho biết lục chén. Riếp chom là ơn kia lạc cả nạ cửa xa. Wow, bà bây mất bàn tù xa nạc nông rục thọ thái. Khi anh ta đã ra chung riêng với khám bệnh bà bàn ập hiếp cho biết. Chỉ mùi nâng bà nê rì đọc rõ sát bật chìa xong xuân nâng khí nạ. Bạn chẳng phải mất dương mà tạm đàn lùm ít nơi ảnh tập bọt tháng phí này đối nó tới. Chỉ vật mà nút mình tiền mên, nơi rì đọc rõ sát mà nè, bạn thật tùm bỏ nạ phép tháng vầy khám mến. Đói xa tay chung ngư cài xa hai mươi này. Chỉ vật rộp bọt mà nút mà nè, bật chìa mình ách mà khuyên tê, bố ca xa lắp. Cứ mình ách hàm khót nơi sạch đầy xa lắp bà nửa tế, bà mà nút mà nè. Các mốc tay tài miên chung ngư, mình thật ngôn rư xa, tích rư trả ơn. Mình đồn nà bà nè, chóng cạt mộc rù nữ nông lộ dân ni. Mình chùm ngư nụ tì. Cứ chóng rù nữ lơ lộn ni. Chóng rù nữ ở bàn dù rù nữ chùm bùi cửu xá nâng sạch nhiệt bóng phá ôn thẳng ọc ni. Đại lạc mình dụ vệ tây đồ sọ sát bà nè. Bàn tựa tùm bà rà nà phiếp chạ chào sạch nhiệt tàng à lọ à lấy. Đói xa ta niếc nơi khu mê nà, à dụ tựp tại đọc rà mùi chân nam tại bà nò. Cá khliết chạ ch Bất chí miên à rộm rụt thuật chất nâng sọc sạch chí khăn. Bế đại bàn lưu đầm nâng ní, hai cầm miên bóng phá ôn chí chán. Bán cho ruộm sọc sạch nâng cho ruộm đầm lệch tốt. Trong phút cọng cửa xa phong đài, tình tâm nâng đá mà chạc nạn này Facebook chmù thả. Nếng sọc ná, đại trời chí bóng xây nê ri rộng cửa, bàn ạch đăng thá phá ôn xây bứ khăn ông cửa xa xâm nọp chất bóng, phá ôn tờ chào bóng hai. Phá ôn bất chí Nếng chẳng thi xông chết cáo, dẫn thơ chìa bọn bà ôn nâng khỉa tiết. Cô bình chạy phong đại thá, gót bàn xa lạp đau xa tay chùm ngược bạch đồn. Bà, bình mật đi kê tạ tờ nâng bà ôn xây chẳng thi. Ở dụ tượp tài bà hai đọc bà mùi chân nằm tài bà nọ, nâng khỉa mệnh nà. Bà miên chùm ngược bạch đồn, bà anh thật tùa một nạp hiếp tăng vầy khỉa mệnh. Bà bật chìa thơ ôi cọng cửa xa, miên cà xong xa đài chì Hãy khiêm bát có xôn cho ruộng rùm lệch tốc đó cả đồng cửa xa sắp. Xôn vật nhiên là khăn và ổn xây, tất cả sau có thể phúc công bày hình khỉa lời. Ở con bài mật xôn bật chọp nơi ạch tập bọt này hay dường mà tạm đàn nơi ạch tập bọt một tiết. Mới tên đập hiếp giang phá em là hêm khi nông thằng ngày chọp bia chén. Riếp chom là ơn chỉ là khẩn nạ cửa xa. Bật nà đã ra chùm riêng bó rút xong há lục chén. Bàn đặc đầy cửa xa này. រុកស្រោះចូលក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យការពីព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2002ក្នុងនោះគេឃើញមានកម្មវិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់តារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះនឹងគូស្នេហ៍បានរៀបចំឡើងជាលក្ខណៈគ្រួសារយ៉ាងល្អប្រណិតនៅក្នុងផ្ទះវិឡាមមួយកន្លែងដែលគេឃើញមានវត្តមានចូលរួមពីបងប្អូនមិត្តភក្តិ អ្នកសិល្បៈជាច្រើនក្រោមតន្ត្រភាពយ៉ាងរីករាយពុពេញទៅដោយឆ្នាំញញឹមជាការសាទរដល់ថ្ងៃសិរីសួស្តីរបស់លោកចែននិងអនាគតភរិយារបស់លោកជាពិសេសគឺរូបភាពជាច្រើនសញ្ញាបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលជារូបភាពជាគូរបស់លោកចែននិងគូដណ្ដឹងសំណពចិត្តពុពេញទៅដោយភាពផ្អែមល្ហែមក្នុងថ្ងៃជាប់ពាក មើលទៅបច្ចុប្បន្នស្រស់ស្អាតនិងស័កសមនឹងគ្នាខ្លាំងណាស់រូបភាពនៃទិន្នភាពនៅក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់តារាចម្រៀងប្រុសសង្ហានេះកំពុងតែផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ចែករំលែកពេញបណ្ដាញសង្គមដោយសម្ដែងនៅក្តីរំភើបជំនួសនិងទទួលយកពរជ័យពីនិងទទួលពាក្យជូនពរពីមហាជនជាច្រើនម្យ៉ាងទៀតរូបភាពទាំងនេះក៏កំពុងតែវាយទម្លុះបេះដូងអ្នកគ្រប់គ្រងនារីនេះមិនតិចនោះទេ ព្រោះមានរីជាច្រើនមានចិត្តលួចច្រណែននឹងគូដណ្ដឹងរបស់លោកផងដែរវ៉ាវបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងលោកចែនគេស្គាល់ថាតារាចម្រៀងម្នាក់ផងដែរឥឡូវឃើញថាកំពុងតែភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងនារីដ៏ស្រស់ស្អាតឃើញមានតារាជាច្រើនបាទចូលរួមអបអរសាទរអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្តបទបាទខ្លីៗទាំងពីរនេះ
ជាមិត្តត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចអភិសាញុតិតហើយបាទសូមលើកនៅអត្តបទដកស្រង់ខ្លីមួយមានចំណងជើងថាបរមម្នាក់តាំងខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានមកជួយចរចាក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយឆក់យកលុយ ប៉ុន្តែមិនចឹងទៅទៀតបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យហួចចិត្តណាស់ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបែរជាមានបរិសម្នាក់អះអាងថាខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានបានមកជួយសម្របសម្រួលបាទមានអីបាទយកលុយអស់ 6.1 ទៅសង់ត្រឹមពាក់ស្នាក់លេខកណ្ដាល1AC7.26 បណ្ដាលឲ្យភាគីខាងម៉ូតូរងរបួសមធ្យមទាំងពីរនាក់ដែលហេតុការណ៍ខាងលើនេះកើតឡើងនៅចំណុចលើស្ពានអាកាស 7មករាស្ពានអាកាសតិចញូសង្កាត់ទឹកឡតទី1ខណ្ឌទួលគោករាជភិបិញកាលពីវេលាម៉ោង1:30យប់រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2022 នារីម្នាក់បាននិយាយថាខ្ញុំបានចរចាត្រូវរើភាគីជនបង្កកទៅព្រមព្រៀងសំណង 1,000 ដុល្លារហើយភាគីបង្កក៏បានប្រគល់ឲ្យខ្ញុំស្រាប់តែមានបរិសម្ញអ្នកតាំងខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានមកជួយចរចាដែរហើយក៏បានឆក់យកលុយ 500 ដុល្លារពីខ្ញុំហើយជិះម៉ូតូផាសអាប់ទៅបាត់ហើយថាយកទៅចែកអ្នកសារព័ត៌មាន នារីរូបនោះបានបន្តថាមិនមែនអ្នកសារព័ត៌មានមកយកលុយជនរងគ្រោះនោះទេព្រោះម៉ូតូគ្នាខូចខាតអស់ហើយលុយមិនទាន់ឲ្យដោះដៃខ្ញុំផងគាត់ឆក់យកតែម្ដងហើយគេចខ្លួនបានប្រិមិត្តនេះគឺករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដោយបរិមិត្តអ្នកបាទយើងសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចនឹងចាប់ឲ្យបានព្រោះអីឃើញមានផលភេទទៅហើយអះអាងថាជាអ្នកសារព័ត៌មានបែរជា ធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលបាទយកលុយគេអស់ 500 ដុល្លារដែលលុយនេះយកមកធ្វើម៉ូតូក៏មិនគ្រប់ដែរបើម៉ូតូនឹងខ្ទេចអស់ទៅហើយនោះអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៃអត្ថបទខ្លីមួយនេះ មេត្រីបាទសូមស្វាកុំមកកាន់ឆាណែលប្រូខេអេចអភិសាញុតិតហើយបាទសំលើកនៅអត្តបទដកស្រង់ខ្លីមួយមានចំណងជើងថាបរិសម្ញអ្នកតាំងខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានមកជួយចរចាក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយឆក់យកលុយ 500 ដុល្លារពីជនរងគ្រោះគេចខ្លួនបាត់អញមានចឹងទៅទៀតបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យហួចចិត្តណាស់ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយ បាទជាមានបរិសម្ញអ្នកអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានបានមកជួយសម្របសម្រួលបាទមានអីបាទយកលុយអស់ 500 ដុល្លាររត់គេចខ្លួនបាត់បាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានមើលថាតើរឿងរ៉ាវនេះកើតឡើងនៅឯណាដែរភ្នំពេញបរិសម្ញអ្នកតាំងខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានមកចរចានៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយឆក់យកលុយ 500 ដុល្លារពីជនរងគ្រោះគេចទៅបាត់ដោយប្រាប់ថាយកទៅចែកអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតគ្រោះលឹកថាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយរវាងរថយន្តប្រុសពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PBL 1658 បើកបរដោយបរិសុទ្ធជនជាតិចិនម្នាក់និងនារីម្នាក់ទៀតជាអ្នករួមដំណើរទៅបុកនឹងម៉ូតូសង់ត្រឹមពាក់ស្នាក់លេខកណ្ដាល1AC7128បណ្ដាលឲ្យភាគីខាងម៉ូតូរងរបួសមធ្យមទាំងពីរនាក់ដែលហេតុការណ៍ខាងលើនេះកើតឡើងនៅចំណុចលើស្ពានអាកាស 7មករា ស្ពានអាកាសតិចញូសង្កាត់ទឹកឡតទី1ខណ្ឌទួលគោករាជភិបិញកាលពីវេលាម៉ោង1:40យប់រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2022នារីម្នាក់បាននិយាយថាខ្ញុំបានចរចាត្រូវរើភាគីជនបង្កដោយព្រមព្រៀងសំណង 1,000 ដុល្លារហើយភាគីបង្កក៏បានប្រគល់ឲ្យខ្ញុំស្រាប់តែមានបរិសម្ញអ្នកតាំងខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មាន មកជួយចរចាដែរហើយក៏បានឆក់យកលុយ 500 ដុល្លារពីខ្ញុំ
hay chỉ một tố phát xa áp tự bắt hay tha dục tự chạy nhạc xa bỏ rộng miên. Nên đi rụng nút bàn bàn tỏ thá, mình máy nhạc xa bỏ rộng miên mục dục lưới chôn đồn cửa nụ tê. Bố một tố khỉa khỏi khát ở hơi, lưới mình toán ở đó đại kìm phong. Cót cho dục tài mà đoàn hay kích luật bàn bởi mệt này cứ cả rần này. Cứu nạ trả ra cho mối. Đau bỏ ra mà nè, bà dân dân khâm theo sở mặt cách nâng chạp ở bán, bố ấy khơi miền phần phê ta hái. À, anh tha chì nẹ xa bỏ ra miền, bà ấy chì thơ chì nẹ xâm rộp xâm rút. Bà dốc lùi kê ọc phạm rồi đó là, đà lùi ní dốc một thơ một tố có mình cục đai bởi một tố nâng tích ọc ta hái nâu. À, con bình mất xâm rạp cả tạm đàn này ạc tập bật khai mùi đi. ទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចអភិសញ្ញុតិតហើយបាទសំឡេងនៅអត្តបទដកស្រង់ខ្លីមួយមានចំណងចឹងថាក្រោយកម្ពុជារកឃើញវីរុសកូវីដ-19បំលែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងចូលសហគមន៍ហើយនោះនេះជារោគសញ្ញាដែលមិនគួរអស់រំលងជាពិសេសគឺធ្វើទុកនៅពេលយប់បាទប្រិមិត្តនេះគឺករណីគេចង់បង្ហាញ អំពីរោគសញ្ញាខ្លះៗនៃមេរោគកូវីដ-19បំលែងថ្មីអូមីក្រុងបាទដោយដែរប្រិមិត្តបានដឹងហើយកម្ពុជាយើងស្រាប់តែរកឃើញករណីឆ្លងចូលសហគមន៍មួយករណីដែលបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភផងដែរបាទចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានតើរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលករណីវិជ្ជមានកូវីដ-19បំលែងថ្មីអូមីក្រុង ចំនួនមួយអ្នកក្នុងសហគមន៍នៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2022ក្រសួនសុខាភិបាលសូមគោរពជម្រាបជូនដល់សាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជាផាក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះក្រសួនបានរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-19បំលែងថ្មីឈ្មោះអូមីក្រុងម្នាក់ដែលមានលទ្ធផលវិភាគបញ្ជាក់ដោយវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2022ករណីជាករណីឆ្លងសហគមន៍ វីរុសប្រភេទថ្មីអូមីក្រុងបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើនជំវិញពិភពលោកមានការភ័យស្រន់ឆ្លោនិងមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមដោយប្រទេសខ្លះបានធ្វើការចាប់ផ្ដើមបិទអ្នកទេសចរដែលមកពីប្រទេសដែលមានហានិភ័យនៃការឆ្លងនៃវីរុសមួយនេះដែលវាមានភាពធន់ទៅនឹងថ្នាំបង្ការលោកស្រីអាជីគូស៊ីប្រធានសមាគមវេជ្ជសាស្ត្រអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថា វីរុសកូវីដ-19ដែលបំលែងខ្លួនថ្មីជាវីរុសចុងក្រោយបង្អស់ដែលមានឈ្មោះថាអូមីក្រុង B11529 បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានដឹកក្រាហ្វពីចក្រភពអង្គលេសថារោគសញ្ញានៃមេរោគប្រភេទថ្មីមិនធ្ងន់ធ្ងរនោះទេតែវាមានសមត្ថភាពឆ្លងលឿនបំផុតជាពិសេសអាការៈនៃការឆ្លងខុសពីវីរុសកូវីដ-19ទម្រង់ដើមដូចជាបែកញើសមិនឈប់នៅពេលយប់ជារោគសញ្ញាថ្មី ការបាត់បង់រសជាតិឬក្លិនអាចនឹងពិបាករកឲ្យឃើញឈឺសាច់ដុំអស់កម្លាំងមានអាការៈក្តៅខ្លួនឡាបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងរោគសញ្ញានៃការឆ្លងនៅវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងដែលមានការប្រើបារម្ភជំវិញពិភពលោកដែលរោគសញ្ញាមានខ្លះៗដូចជាបែកញើសមិនឈប់នៅពេលយប់ជារោគសញ្ញាថ្មីហើយការបាត់បង់រសជាតិឬក៏ក្លិនអាចនឹងពិបាកឲ្យរកឃើញ ឈឺសាច់ដុំអស់កម្លាំងមានអាការៈក្តៅខ្លួនដូច្នេះហើយបងប្អូនវិជ្ជាជីវៈទាំងអស់មេត្តាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នអនុវត្តវិធានការបីកុំបីការពារឧស្សាហ៍លាងដៃពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអរគុណប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទខ្លីមួយនេះ បានមើលថាតើមូលហេតុអ្វីទៅអត្តបទទី2ទីកតុកផ្ដាំស្នេហ៍កូនកំឡោះអាយុ18ឆ្នាំលោកស្នេហ៍ខាងស្រីអាយុ58ឆ្នាំធ្វើឲ្យភ្នាក់ផ្អើលពេញ Facebook បាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងករណីប្លែកៗមួយទៀតហើយបាទករណីយុវជនម្នាក់អាយុទៅតែ18ឆ្នាំនោះទេបាទជាលោកស្នេហ៍ខាងស្រីមានអាយុដល់ទៅ58ឆ្នាំឯណោះបាទពិតជាប្លែកមែនទែនបាទចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលម្អិត
nơi ăn tập bật từng pin này được tồn tại bất chia bị bạn từ tuổi dục na sợ xó chủ đầm na sợ khăm ư cá pi thay thay này miền cà rồng thuật chết tọt sọt chỉ bồn pek nâng nâng bị bạn từ tuổi dục na non niêm chia ở bụng mặt đai đai khơi cồn pro bắt bong chỉ vật đang vây khăm mình bẹp ni đào ở bốc bàn địa bọp nơi lơ bàn đai chẳng cùng thá hết ấy bàn chỉ cốn tới chào pa lươn mà la pa từ tuổi dục mà bàn tê cồn sầm lành hết ấy chỉ vật nhom chụp rương ạc rọ bẹp ni mùi chỉ vật nhóm không thơ ông bờ lò hạt ấy ông bờ lò được bọc nhóm chụp tay ạ cổ xa dàng nịch tử vinh bà sẽ đại nha con xâm lành ơi ở bộ rục này đài pra cả nạn này Facebook cho một thả xâm liếng bàn sẽ xe rịp rõ bạch đăng thá con rồi mình tàn tài sang tại ông bờ lò hạt ấy ông bờ lò được bọc con mình bàn tọp xong xong con đò con với nhận chân bà tự tư dục mình bàn tê con con pro rồi bọc nhóm sát tàng cài sát tàng chết hạt ấy brahman protein chỉ vật ao bàn dù đời kê trong trường hợp tha bỏ ra khăn lỡ đài chỉ nét bạc bò một tổ thống muốn đăng slap bạc bong chỉ vật đời xa tại cột nạ trả chó bán bằng hoa xa mùi nơi lời account rồi bọc luôn đài miền chung một tha nị mất khê é đào liệp rộp ở đằng tha miền chung một chê mần trầy chỉ vật nơi lỡ đón việc thấy cột nạ bê ná có mình đang đài bà bình mật này kờ tệ tờ nâng cả ra này bóng bà bà nẹ bàn từ tùa mở nạ phiếp tờ hay hay cột mình đang thà tùa càng nghe vậy đấy bà chìa cột bàn bằng hò xa thà miên chmô chìa mình trấy chì vật nơi lỡ đòn vị thầy bà nơi lỡ đòn phá lỡ ná cột nạ bê ná có mình đang đài bà chẳng chì vật lỡ đòn phá lỡ ní cứ phôi xôi mình tên bà đối chân này hãy miền tài bằng cao ơn ca bằng bà giác ở bàn khắp bộ tầng ọc nè. Hạ kìm bát miền tài cho rùm rùm lệch tốc nọ cọng cổ xa xoáp. Xùm áo nhìn đặc hẳn bằng bà rõ tự cản chọc tệ phục gồm bây lưng lý lời. Ốc ấn bày mật xùm bà chọp nơi ạc tập bạc này hay dường mà tạm đà nơi ạc tập bạc mùi tiết. TikTok bà đàm xin này cầm lọ ạ dụ đọc rằm bây chân năm lông xin này kháng xảy ạ dụ hà sập rằm bây chân ប្រទេសថៃ ដោយពាក្យចាស់លោកឡើងថា clean ឆ្ងាញ់ ស្រឡាញ់ ល្អ កាលពីពេលថ្មីៗ កន្លងទៅនេះ ស្នេហា រវាង កំឡោះ អាយុ 18 ឆ្នាំ និង ស្ត្រី ដែល ជា គូ ស្នេហ៍ វ័យ 58 ឆ្នាំ ដែល មាន វ័យ ខុស គ្នា ជាង 40 ឆ្នាំ បាន ផ្ទុះ កក្រើក នៅ លើ បណ្ដាញ សង្គម ជា ពិសេស នៅ ក្នុង ប្រទេស ថៃ ក្រោយ គូ ស្នេហ៍ ខុស ចំនួន 1 គូ នេះ បាន បង្ហោះ វីដេអូ ដែល បាន រៀបរាប់ រឿង រ៉ាវ ពី ការ សាង ស្នេហ៍ គ្រា ដំបូង chạy sát đáy nước nông vịt tàu xùm đua chùm lao y cùng loa đài miên ảy dụt đập rộng bầy chân nắm bàn đề dê tha nẹ tầng bí bàn tẹt tồn khí nê rà dạp bế đập mùi khai mọc hái bàn tái tư tại bàn chụp khí nê ca phì bê thầm mây ni tai bàn nò tước bây chì miên ca chuốc bà nhà ha ốc vật sạng khlạc khlạc nông ca tùm nẹ tầm nốn có bàn tay nẹ tầng bí dô chật khí nê lúc có bạn bằng hạp ở đăng phòng đại thá lúc bạn chụp khí đồng bốn được nông tịch tộc đại kháng sấy chỉ nẹ chạp ở rộm lửa lột môn dạng nà mến chỉ cả cụ ở cột xâm quál rừng ra gửi bác cụ xin này mùi cụ ní bạn tụ la ơn nâng khá chìa bật thiên đạp bắt đò bất nhị dung đến lửa bản đại trên công Facebook chỉ bị xe nịch nông tịch tộc đại clip ở bác bộ kế nửa lửa tịch tộc tụ bàn ca chạp ở rộm nâng mến nẹ mơ đò tự rộp liền đồng tham tuyệt phong vào bà bày mất này cứ chạy tàu nâng ca chạp ở rõm tất lơ cụ xin này mới cầu bà này ai bà tế thay nụ tê đài score này tạm là dạ Facebook còn cầm lo nó ở dụ tư tại đập rộng bầy chú năm ai sạch trê chỉ cụ xong xa chỉ cụ xin này nó bà dụ hà sập chú niệm ở dụ hà sập chú năm chuyên thứ hai bà thôi chỉ cốn đôi chỉ xa xong nâng khí này tại tù giang ná bà thuê mất chìa cụ xin này rồi quả kê tới hai nô à con bày mất trong rạp cả tạm đàn tù xin này nơi ăn tù bọt khai khai tầm bí ni
su vi chất nâng bồn rong đạ mùi bọt ní mà đạch dương cro em na sẽ lại cọp tại mà đòn vào bà bình bật bàn đằng hãy bà bà lòng được nông cảm vị thi đó là bây chú mùa nơi hoàng mía bê đồ bếc bà mùi nâng tay cú lục bồn rong bàn chờ dục bọt bà thường một đạch dương cro cho riêng làng cổ cọ bà để thiết riêng mà tạm đàn mất hà ta lục chóp rư cổ thật lẹ ảnh tập bọt thì bây bà rong bà giác mùi bật chào cho cả bộp chân rung cụ bán xâm rạch bạch đo cả thời này nít cả lãng nơi khăn bộ sản chi hát ấy có bà chọ ấy có sẽ hai mẹ mời bật bạch đoàn bạch thứ hai và chân bình mất dương mà tạm đàn lùm ất nơi ảnh tập bọt đằng bây nì đồ cho tới tớ tay mình cua ở chư với lươn bạch mì xo mùi tớ mình lìa mùi mặt mình đằng tế thà bù nâng mình bị bạc tự tù dốt cả bật nát xong châu rùm đồng lệch tốc chàng kìm krom chôn chôn bù krom kru xa này sắp bà rõm mà nè đẹp bà bà kà nạ này Facebook chú mù thá bà rô xây hà đài ôn bà rô bàn tự tù mà rà nạ phiếp tàng vầy khu mình đau xa tay kìa chào cô đồng nâng đi bàn thơ vơ ai krom kru xa tàng mũ mình kì đây rôn thuật chất chìa khlang sơ tài tự tù dốc bùm bán mình cú nà bạch bong xa mạch chất giang chạp rõ hạ bạch ni giang nà mêch bà phục bì sạch nhiệt đài mình kì nạ này Facebook chú mù thà nạ nạ bạn bằng hóa xa rịp rộp tàng ả rõm cực đồ cực đùa dạng khăn thá bút tư tài mình chứ với lươn bạch mì xo mùi tư khu mình lìa bệ mùi mát mình đang ớt tha bù nâng mình bị bạch tư tù dốc cả bật nà mùi xâm lành ơi ta hẹt ở với có đạch chật mà lè mùi mình đừng ấy ở bà gọt mùi bút át nà át tàng rút át tàng chật mạch chả rịch ơi mất có dốc mùi khu nhóm tư lươn dạng đi khí nơi khu mình nà hạt ấy có chất ạc rõ dàng ni. Tân tâm nâng đâm nâng đo kìm krom bằng phật ni mình bình bất nâng mà hạt chôn chứa tràn bằng thẩm tay nâng ả rõm sọc đa chì khlắng. Hạt krom càng nghe dân khí nhóm có xôm châu ruông rùm lệch tốt đo krom kru xa này sắp. Nâng xôm lược đầy bà rõm nóm buông xuông xôm ảo nhìn ạc khăn. Bà ôn bró chạp tư căn sọc tệ phốp công bây khinh khỉ lời. Bà bình bất ni kì tệ tờ nâng dụ vệ chân vầy khu mình mà nẹ bà sọ sát xong hà mình tên. Đó xa tay chung ngư cho cô, bạn sẽ tùa mở nạ phiếp mà bất chìa cho rùm sọc đài. Ở con bình mật xôn bật chọp nơi ảnh tập bật này hay dừng mà tạm đàn nơi ảnh tập bật mùi tiết. Có các tiết hãy thêm xô vị chất, bồn rống đạ mùi bọt vừa mà đạch dừng cro. Sạch nâng phá áo ở con nạ kà mạ kà. Nạ bà bà nơi khăn ông bật đàn trong công Facebook nâng TikTok mình tích nhạc nụ tê cho bà chìa scroll chạy chìa mạnh khán. Đột xú vị chật nụ, đài đàm lao gọt cư chìa đà ra chùm riêng mà nẹ nơi khăn ông club cầm sàn muối. Nơi ai khát bầu sát tay bà nọ, hai cỏi mốc lô cổ bàn khẩu vỡ nâng mệt bọt chùm riêng tọc luôn phòng đài. Rồi hốt đò bà tục lập bấy nâng bì nẹ còm trô giang khlắng. Bị xâm nạ bốc mai bóng phá ôn bụi chìa bà rọt khám ai chạy tràn. Lúc xua bị chất đại đào ấm láo nẹ chùm riêng nơi khăn ông club cầm sàn mũi nơi khát bố sát nô. Bên đi bàn khai tạch chìa đà ra chùm riêng bình đi chùm mùi rút. Đào ca chìa riêng khâu vớ nâng bọt tọc luôn chạy đào. Rồi hốt đo miên bà cha ốc bà thoam krai bà tế tẹ tốt một chìa hầu hai. Tráp tay một đoạt thằng ngày tì đọc biết hai thân nụ chân nắm bì bòn và phì mùi. Lúc bàn thơ ôi cực khní miên cạp nhạc bớt krai lịch mốc châu bà lõng. Nếu khăn ông cảm vịt thi bà lõng chùm riêng bị phục lúc bịt đỡ bếch vẹ bịt đỡ chát sạp đà tì bì. Lúc xưa vị chất bàn lực dọc bọt chùm riêng mùi bọt đài miên chùm đồng chân tha công ao kì chư chắp đòi xa bông. Đài chìa xùm niêng đau mà rồi bòn lục chai rẻ dốt. Lúc mực đo rịt rấy thằng ngày tì bà bún khai mạc ra cho nàm bì bòn và bì bí. Cảm vịt thi bàn chết đò vẹ bít đỡ bếch vẹ bít đỡ thêm xa bà đà tì bí. Cứ thêm vị chất nâng bồn rong bà chìa mùi nâng thêm đã smấy nâng rọt tà nạ. Nông chùm riêng mùi bọt kram chùm nông chân thá. Thư mà đạch chân cro thêm tàng bí bật chìa thư bàn lọ khăn nà. Đò thân nạ thư áo kỳ nạ ca mạ ca tàng bún bị bạc nông ca xùm ra chất bàn tên. Tại tù giang nà lật tập hồ, đại ai tự căn vẹt bần to, cứ bàn tự lơ thêm vị chất nâng bần rong. Và bình mất này kì tệ tờ nâng ca chạp ả rõm tự lơ đà ra chùm riêng vầy khu mến. Đại bật lòng được nông cảm vị thi hòn mì, bà lục xu vị chất. Bà nâng tại tự tù bàn ca còm trô nâng miên lật tập hiệp tự bần to vẹt, bần to tiết. Ở côn bình mất xuống một chọp nâng ảnh tập bọt này hay dù mà tạm đàn nâng ảnh tập bọt mùi tiết. Bọn bà giặt ở bàn khắp bước mùi bật chào cho cả bộp chân đồng cổ bàn xâm rách bày cả rừng nấy nơi khăn bộ sản chi đòi mình đồng khăn đòi xâm mặt gách. Bọn bình chân đồng cổ bày nẹ đã trở bàn chân xong xay cho cả bộp bàn xâm rách chân đồng bày tì tăng xanh khí ní
đại thật nơi khnông bộ lực than khăn bộ sản chi. Hết cả chọc cả bộ bàn xâm rách bày lực. Khnông thang ngay tại mùi cả lá ứng nơi về liệt bật mong bầm bây khai mạc ra. Nơi bật thang ngay tì bầm bây khai mạc ra chân nằm bì bòn phì phì đào chuẩn luồng cua. Tì mùi chọc nơi tì tăng mà đông xa tùa phòng rô. Xong cả trọng chạc tì mùi khăn bộ sản chi để nơi vùng pinh. Chân luồng cua tì phì chọc nơi bằng đào phở chết lệch bây phùng càng đồng tấy. Xong cắt trong trang tỷ phí khăn bộ sản chế định thị phương pinh trong này ở chân đồng cổ tỷ bấy. Chọn nước tam bằng đạo phía vệnh sren phùng trời cao. Xong cắt trong trang tỷ phí khăn bộ sản chế định thị phương pinh. Chân đồng cổ tỷ mùi mình xung một tha hân thả rí dụ xam sạc phí chân nắm. Nặng nâng một đông xa tùa bồng rô xong cắt trong trang tỷ phí khăn bộ sản chế mình bê cắt hết. Chân đồng cổ bàn tử xa đang bày tình mà hốt. Sẽ đạp tài lịch mốc chân dòng xoay trên một tô một cướng. Mình chả mà nâng phá lệ bàn thuốc sẽ cảm phép cho các bộ bàn xâm rạch. Còn lúc mình lưu chất mà phê mơn riêng, nâng ở tại sở nhà nợ bán trên chết khám ai nâng ai kì xa bẹp bọn xinh xinh tiết bàn xâm rạch tại mặt đông. Chân đồng cổ tỷ phí mình chung một thà xinh học mình ở dụ xa sự phí chân nằm một rộ bò lụa đô. Tạm bò rồi mình chân đồng cổ bàn đục côn tại sở là riêng nâng chả lệ tự tình ở văn nợ xa phóng. Sạp tài lịch mục chân xong xay mà nè, bàn thuộc sẽ cảm phép cho các bộ bàn xâm rạch. Nóng lúc mình lưu mùi liền riêng nâng tổ sạp ở tạ sinh nhan ai kỳ sạp xanh xanh. Trong này ai chôn đông cổ tỷ bây chứ mùa thà con dạ phán ở đây ở chú xam xa phẩm bây chứ nắm. Mình tỷ tăng cạt hạt kháng lỡ, thật nơi ta bật đạo phá lời vệnh xanh phùm trái cao. Xong cạt trong trang tỷ bí khăn bầu sản chí. Đại chôn xong xay bàn chọ xâm rạch bàn tổ sạp chùm nôn buôn cửa cửa ảnh lăng ca nâng ai kì xa bẹp bọn xoay xoay phong đài. Cả rào bê cát hai chôn đồng cổ tàng bày nẹ bàn tự đạp bê bắn đăng nâng bọn nô cổ ba chàm chàm tì mùi nâng chàm chàm tì bì đàm bày xoay rô ca chạp khọt khá luôn cọm chào chọ tàng nô dục mộc đoàn thị tốt tàm phá lời chụp bắp nếp bê cào. Bà bây mất này cứ tạ tôn nâng cả rà này chào chọ bà nơi khăn bô sản chế. Mà bây cả rần này đang bật tay mà đòn. Bà chẳng tế bong bong sẽ mặt kết mê ta xoá xoay. Bà rốt chân đã chào chọn đi. Dục một đoàn tiết tố. Bà hẹt ấy có sơ bồ mà lê. Ở cùng bây mật xong rạp cả tạm đàn. Tôi sẽ nà nơi át bọt khlây khlây thằng bây nì.
ប្រកាសឡើងស្វាមីក្រោយម្នាក់ទៀតបាត់ទៅហើយដោយសារតែរឿងនេះអញមិនក៏លឿនម្លេះហេតុអីបានជាលើកវាយ៉ាបាទជាស្រឡាញ់គ្នាលោកល្អើនបាទប្អែមល្ហែមបង្ហោះទៅវិញទៅមកបាទជាប្រកាសឡើងបែបនេះទៅវិញបាទទីទៀតយើងបើតាមដានលម្អិតបន្ថែមអធិបតីពីរក្តៅក្តៅសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងថារកឃើញមេរោគបំលែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុង កើតក្នុងសហគមន៍កម្ពុជាចំនួន3អ្នកបន្ថែមទៀតហើយបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងដំណឹងដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភផងដែរដេចោបានប្រកាសថារកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 បំលែងថ្មីអូមីក្រុងនៅក្នុងសហគមន៍ដល់ទៅ3អ្នកបន្ថែមទៀតបាទសរុបគឺ4អ្នកទៅហើយបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលម្អិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅហេតុអីក៏លឿនម្លេះឃើញរៀបការមិនបានប្រមាណផង ស្រាប់តែអ្នកនាងលោករិយាប្រកាសឡើងស្វាមីក្រោយម្នាក់ទៀតបាត់ទៅហើយអ្នកនាងលោករិយាគឺជាអ្នកលក់អនឡាញដល់ល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលមហាជនជាច្រើនផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសនោះគឺរឿងស្នេហារបស់នាងតែម្ដងក្រោយពេលបែកបាក់ជាមួយនឹងលោកដុកដានសុនីមកបានប្រមាណខែផងចុងក្រោយលោករិយារោគអ្នកស្អំបេះដូងបានយ៉ាងលឿនហើយត្រូវបានគេស្គាល់ ជាពលីតាមទៀតផងនោះយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីបានមើលចិត្តគ្នាតាមរយៈពេលមួយខែស្រាប់តែអ្នកនាងលើករិយាជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ក្រោយក៏បានកាន់ដៃគ្នាចូលរោងការយ៉ាងលឿនដែលធ្វើឲ្យแฟนៗជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងរំភើបចិត្តជំនួសលើករិយាដែលទទួលបាននៅស្វាមីដែលល្អផងដែរនោះជាមួយគ្នានោះដែរបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរបានរៀបការបានមើលរយៈមកឃើញថាស្នេហ៍ របស់អ្នកទាំងពីរពេលខ្លះផ្អែមល្ហែមពេលខ្លះក៏ល្វីងជូរជាត់ហើយដូចជានៅការពីពេលថ្មីៗនេះអញ្ចឹងគេបានឃើញអ្នកនាងលើករិយាបានធ្វើការឡាយវីដេអូនៅលើបណ្ដាញសង្គមរួចនិយាយពាក្យសម្ដីបែបនេះពេញពេញមាត់ថាព្រោះរាល់ថ្ងៃនេះស្វាមីរបស់អ្នកនាងក្រោយនេះគឺជាមនុស្សប្រមក្រោយឃើញលើករិយាខឹងខ្លាំងដល់ថ្នាក់នេះស្វាមីរបស់អ្នកនាងក៏បានចូលមកធ្វើការលួងលោមហើយសន្យាថា ចាប់ពីពេលនេះតទៅគឺឈប់ផឹកទៀតហើយបាទប្រិមិត្តនេះគឺតទៅនឹងរឿងរ៉ាវស្នេហានិងរឿងរ៉ាវស្នេហាអ្នកនាងលើករិយាហឹងខ្លាំងដល់ថ្នាក់នេះស្វាមីរបស់អ្នកនាងក៏បានចូលមកធ្វើការលួងលោមហើយសន្យាថា ចាប់ពីពេលនេះវារូបបំលែងថ្មីអូមីក្រុងកាត់ក្នុងសហគមន៍កម្ពុជារបស់យើងសូមបងប្អូនចូលរួមអនុវត្តវិធានការ3កុំ3ការពារទាំងអស់គ្នាឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាមានកម្ពុជារបស់យើងបានរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 អូមីក្រុងចំនួន3អ្នកបន្ថែមទៀតបានសរុបឡើង4អ្នកទៅហើយដូច្នេះហើយសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់នៅជំងឺមួយនេះអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទខ្លី